Hello, chào anh em nhé, chào mừng anh em đã trở lại kênh của Công Thích Máy Tính. Thì hôm nay ấy, mình vừa ráp xong một chiếc PC dựng YouTube cho một anh bạn. Thì bây giờ mình đã ráp xong rồi. Cấu hình thì gồm i5 10400, main B560 của Gigabyte, RAM 16GB một thanh và ổ SSD M2 512GB nha. Và gồm một cái tản CR1000 và đây là E1660. Thì mình muốn video là mình giới thiệu anh em cách mình kết nối cái hub này, hub điều khiển quạt này nhé, đèn này, hub điều khiển đèn này, đồng bộ với cả main nhé. Con main này là main B560 của Giga nhé. Thì cái dòng main từ B560 của các thương hiệu Giga này, MSI này, ASUS này, thì nó đều có cái chân ghim để kết nối đồng bộ với cái hub điều khiển cái đèn led RGB này nhé. Thì đây là một cái chân mà cắm vào cái hub này. Đấy. Thì các bạn mua những cái vỏ thùng ấy thì thường ấy, đây là mình cởi cái nắp này ra cho anh em xem cái hub của nó nhé. Đây là cái hub điều khiển cái quạt và đèn của cái vỏ thùng Simatech này nhá, F3X ấy. Game mình F3X ấy, thì nó có tích hợp sẵn cái hub này rồi, mình không cần mua thêm nữa. Thì đây là cái dây nguồn của nó này, và đây là cái dây connect này. Đây, cái dây từ đây này. Đấy, PC nó có chữ PC in đấy. Đấy, mình chạy nó vào trong cái mặt trước này rồi. Đây, mình chạy ra mặt trước đây. Đây này. Đó. Đây là cái rắc lép ở cái hub ấy. Đây, mình đã kéo vào đây rồi nhá. Thì bây giờ mình cắm vào cái đường ở trên bên đây này. Đó. Nó có D lép 1 này, nó có VDG ấy. Đó. Nó chỉ có 3 chân này thôi anh em nhé. Còn cái đây này ấy, cái này là cắm cho cái thanh led nhá. Cái sợi led ấy nó có sẵn cái rắc như này rồi, nhưng mà nó là cái sợi led cắm thẳng vào đây thì nó sáng luôn. Nó sáng luôn cả cái thanh giải led đấy nhá. Còn đây là cái đồng bộ về cái hub này, cái chân này là đồng bộ với hub này, điều chỉnh ở trên bên này. Đấy. Thì bây giờ mình cắm nó theo cái có cái chân khuyết này, nó bịt vào rồi ấy. Thì mình cắm vào cái chân này, nó cũng có một cái chân khuyết đây. Đấy, mình cắm làm sao mà cho nó trùng với nhau là ok. Ok, đấy, mình đã cắm cho nó vào rồi. Rồi tí nữa mình cài Windows xong thì mình sẽ chỉnh đồng bộ cho anh em xem nha. Nó đồng bộ mẻ cái giải nét đèn ở đây này. Đấy, mình thích chỉnh màu gì đồng màu đấy, hoặc là thích nháy theo cái nhiệt độ như nào thì ok luôn. Mình vừa cài xong Win cho cái con PC mình vừa lắp đấy nhá, để đồng bộ hấp với ở cái đèn led RGB này. Thì ở trên main đấy thì mình đã cắm sẵn cái chân đồng bộ vào đây và main rồi. Đấy. Và cái nút khi mà cắm vào ấy, thì cái nút nép này ấn không có tác dụng nhá. Đấy, ấn nó không nhảy, không nhảy đèn nhá. Bình thường nếu mình bỏ cái rắc này ra thì mình ấn vào đây này. Đấy. Mỗi lần ấn ý, thì nó sẽ nhảy một hiệu ứng nhá. Còn bây giờ thì mình cắm nó vào main rồi, thì mình sẽ điều khiển nó ở trên main nhá. Đây, khi cài xong main ấy, thì tùy từng thương hiệu main ấy, nó có cái phần mềm điều khiển riêng nhé. Còn Gigabyte thì nó có đây, cái thưa tên của nó là RGB Fusion đấy. Đợi lúc thì để cho nó khởi động lên. Đấy, tên của nó là RGB Fusion. Đây, mình mở nó lên ý, thì đợi một chút thì để nó loát lại cái chương trình ở bên đây. Thì điều khiển cái mảng main này, mảng đèn trên bên này. Đây là cái màu này. Và đây là tất cả các hiệu ứng của nó này. Đây là tắt này. Thì bây giờ mình, đây là đèn nó đang sáng nhá. Anh em nhìn nó sáng không? Thì bây giờ mình sẽ tắt thử nó đi nhá. Tắt. Ok. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thì đèn nó đã tắt đi rồi này. Mình sẽ ấn mở lên nhá. Rồi, đấy, mở lên đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh màu. Đây, đây là có thể chỉnh được cái sáng tối này. Đấy. Thì mình chỉnh sáng tối thì nó cũng sáng tối theo. Đây, mình sẽ tăng sáng lên nhá. Đó, anh em thấy không? Sáng lại tăng lên này. Đấy, ok chưa? Thì ở đây thì mình có thể chỉnh màu. Đây, ví dụ sang màu xanh này. Đó. Thì cái đèn nó sẽ sang màu xanh theo nhé, sang màu xanh nước biển này. Ok chưa? Màu xanh nhạt hơn này. Đó. Màu trắng này, màu đỏ này, màu hồng, màu đỏ đấy. Đó. Màu đỏ này. Đó. Cái này nó pha trộn tất cả các loại bên. Thì mỗi lần mình chuyển đi thì ở trên này nó cũng có hiệu ứng nó chuyển theo nhé. Đấy, ở cái bên nó chuyển theo này. Em nhìn chưa? Thì bây giờ mình sẽ chọn theo cái nút đây này. Đây, nút này, này. Đấy, hiệu ứng của nó đấy. Hiệu ứng. Đấy. Flash này. Đấy. Đấy, flash nhấp chớp ấy. Double flash này. Đấy. Rồi cái gì color right này. Rồi theo music này. Đó, các kiểu. Đây, theo music này. Chỉnh nháy theo nhạc đấy. Mở nhạc thì nó mới nháy theo nhé. Nó lấy theo cái tiếng hiệu ứng của âm thanh. Random là tự động này. Đấy. Rồi game nó có hỗ trợ cả CS:GO này. Đấy. Các kiểu. Nói chung là nó nhiều kiểu lắm. Đây. Do mình lựa chọn như này này, nó sẽ phối với nhau các kiểu. Rồi, ok. Thì video của mình đến đây kết thúc nha. Anh em có cái main mấy cái hub ấy thì có thể làm theo như của mình, thì sẽ điều khiển được cái quạt, điều khiển được cái đèn ở trên cái cây này nhá, cho nó sáng theo ý thích. Chào anh em nhá.